Rồi chiều hôm nay em cập nhật clip nó thì có mấy con bò cái tơ mẫu sinh sản đó anh chị ơi. Một con khú nè, một con bô xin đó thì đúng yếm xấy tích lạch phạch luôn anh chị ơi. Bò thì hiền dạng bao uống luôn, chân là móng sò cùm đứng thẳng, lưng thẳng trụ á anh chị ơi. Đó bò này thì bên em bên chủ sẽ bao ăn uống bao tật lỗi cho anh chị. Đó, bò thì tầm 14 tháng tuổi, 13, 14 tháng tuổi nha anh chị. Đó, thì cũng đã, con này thì cũng 15 tháng, cũng đã lên giống gió là anh chị ơi. Đó, thì khung tàn thì chiều cao sau lưng thì mét hai mấy, giữa lưng thì trên mét 2 nha anh chị. Đó, thì bò này ăn uống thì khỏi chê rồi. Đó. Thì có mấy anh khách ở xa yêu cầu quay kỹ lại đó, nhưng mà cũng hơi chá nắng anh chị ơi. Đó rồi xem tình trạng ăn uống thì bò này ăn uống là khỏi phải bàn. Đó, thì mẫu này mình nuôi sinh sản tha đồng là vô tư. Đó, cỏ tạp mà nó ăn cũng nùi nùi đó anh chị ơi. Đó, thì anh chị gần xa thích cái cặp bò này thì nhanh tay nhấc máy, số điện thoại em để trên màn hình. Đó, giá là 35 triệu bao ship thành phố Tân An anh chị. Đó, bò này thì Đức Hòa Long An. Đó, những con bò cái xin mẫu này thì mình nuôi sinh sản đường dài ngon lành. Rồi anh chị thấy giá cả hợp lý thì liên hệ. Đó. Bò tướng hơn tá cấp mình thì vô tư. Đó thì những con bò này thì clip đã có quay rồi, nhưng giờ chỉ quay lại cách ăn uống cho anh chị tham khảo thôi. Đó. Thì bò mẫu xin này thì mình thả đồng, có đồng chăn thả nuôi sinh sản thì cấy ba kem bao bê thì vô tư. Đó thì một con thêm một con cái cọp nữa anh chị ơi. Siêu cọp này, bò này là bò nhảy anh chị. Siêu cọp là chưa là mẹ bô xin, bò cọp đực nhảy đó. Thì mẫu này dòng là cọp F1 thì mình nuôi sản sản cũng ngon lành anh chị ơi. Mẹ là màu mẹ bô xin mẫu Bombay, con là con cái siêu cọp. Đó thì mẹ con này ở con cọp này thì mẫu lưng đôi nha anh chị. Xế tích này cũng nghiêm chỉnh, thùng dạo lạch phạch. Rò này đã lên giống gió tầm này thì 14 15 tháng tuổi nha anh chị. Thì anh chị nào có cần ba con bò cái này thì liên hệ. Thì con này giá là 17 triệu 500. Đó, giá bán tại chuồng, còn nếu bắt hết thì bao ship nha anh chị ơi. Đó, thì anh chị nào thấy giá cao hợp lý thì liên hệ số điện thoại em để trên màn hình.